Samui Bình Dương. Và đây là kết quả vừa làm xong. Đây là hình ảnh của khách hàng trước khi làm. Quan sát lại. Ok, mọi người có thể nhìn đây là hình ảnh của chị khách này. Đây là dán thẳng trước khi làm. Thì mọi người có thể nhìn là phần sống của chị này thì nó cũng hơi bị thấp chút. Và độ mũi này thì rất là hơi dày ha. Sau khi nhìn góc nghiêng, góc thẳng đứng thì mọi người có thể nhìn quan sát chóp mũi của chị gái rất là to, hai lỗ mũi này rất là to và đầu mũi này theo dáng hình tròn, dáng mũi cà chua. Và đây là góc nghiêng, góc nghiêng này thì tất nhiên là khách hàng thì ai cũng bị thấp phần sống này rồi nên khách hàng mới đi mũi thôi. Thì đây là phần sống trước khi làm của khách hàng. Ok, và bây giờ mời các bạn cùng xem nó mũi của khách. Mọi người có thể so sánh. Sau khi nâng mũi lên thì nhìn mặt của chị khách rất là của bé này nhé. Em gái chứ không phải là kêu bằng chị, tại vì làm đẹp là trẻ quá mà. Sau khi làm thì mọi người có thể đánh giá là nhìn hiện tại mặt rất là tươi trẻ, phải không ạ? Và bây giờ mọi người sẽ nhìn mình sẽ ngước cổ lên một tí. Đấy, mọi người có thể nhìn đánh giá là chóp mũi bây giờ đã cũng rất là thon gọn lại rồi. Ok, và bây giờ tới góc nghiêng, mọi người sẽ quay ra như thế này. Rồi, ok. Mọi người có thể đánh giá góc nghiêng. Góc nghiêng phần này của khách hàng đã được đoạn lên 4mm. Và đầu mũi của khách hàng này thì mình đã làm tăng thêm chiều cao 3mm và cộng thêm 3mm trụ là 6mm và từ chân trụ đi lên tới đây. Thì trong quá trình làm việc mình đã làm cho chóp mũi bay cao lên. Đây, đầu mũi trước khi làm nó có xu hướng tròn và hơi hết lên một tí. Và sau khi làm xong thì mọi người có thể đánh giá góc nghiêng như thế này. Đây. Em gái này rất là nhát, đặc biệt rất là nhát luôn. Cứ sợ cái nâng mũi cái đau hay không. Đấy, ai cũng vậy, tất cả những chị em phụ nữ ai cũng là nhát, không có ai mà lì hết. Nhưng mà trong quá trình làm việc thì bên thẩm mỹ Bradley rất là nhẹ nhàng. Đây, giờ cười tươi chưa, cầm kiến soi nè, đưa kiến cho em rồi. Đấy, U30 bữa nay đã trở thành là U15 rồi. Ok, mọi người có thể đánh giá. Đấy, hiện tại là chưa hề tiêm cầm, chỉ nâng nổi cái mũi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ quay toàn cảnh cho khách hàng cùng xem nha. Xin chào mọi người đang xem nha. Để anh cầm cho. Đây, để anh cầm cho cũng được. Đầu mũi chắc là bay. Khách hàng thường hay thích những dáng mũi như thế này, nó có một cái đường sóng lượng lờ, có một đường sóng rất là mềm mại. Thông thường mình hay để ý là những nơi khác làm mũi cũng có nhiều nơi thì làm cái phần sống này nó bị thẳng, nó bị thô quá, nên bên thẩm mỹ Metally đã làm những cái dáng mũi ra lúc nào cũng phải là có một sự mềm mại, chuyển động từ góc mũi đi thẳng xuống đến đầu mũi để cho dáng khuôn mặt sẽ hài hòa hơn, không có bị thô. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại góc thẳng cho mọi người cùng xem nha. Đây, nhìn rất là thẳng. Khách hàng có thể nhìn đánh giá trước và sau khi nâng mũi nha.
Hiện tại em gái này có thể là sau này sẽ tiêm một tí hàm, tại vì cạnh hàm này hơi vuông nên mình sẽ tiêm một tí vào đây, mặt sẽ V-line và sẽ xinh hơn, và cằm có thể làm ra một tí cằm tròn là sẽ thành một hot girl chỗ đỡ hình. Ok, mọi người có thể quan sát nha, rất là thực tế. Sau khi làm cái dáng mũi bay thì gương mặt rất là được thon gọn đi, mềm mại. Trong quá trình làm em thấy sao em? Có sợ như em nghĩ không? Không mà. Ấy, làm xong mà ai phải cười tươi như vậy. Rồi, ok. Trong quá trình làm thì như các bạn đã nghe, em gái này cũng nói là không có đau đớn gì nhiều nha. Và nãy giờ thì cũng đã tư vấn về trực tiếp, live trực tiếp về quá trình làm xong kết quả. Ok, bây giờ mình xin kết thúc livestream nha. Mọi người mà có ai có nhu cầu nâng mũi thì đặt lịch cho bên thẩm mỹ Italy Bình Dương nha. Ok, rồi, xin chào mọi người.